Nội dung đây nhé, để các bạn này xem lại một lượt. Xin lỗi mọi người, bây giờ thầy mới bật ghi nhé, thế là mất mất 9:20, 9:35, mất 15 phút không ghi. Lỗi quá, mải mê làm toán có quên cả ghi. Bài 1 Thầy là ơi, có thầy hai phương trình. nhắc lại cái đẳng thức ban đầu đi thầy. À, cái đẳng thức ban đầu chỗ bạn nháp đây đúng không ạ? Có phải bạn yêu cầu cái chỗ đẳng thức ban đầu là chỗ nháp này không ạ? Dạ vâng ạ. À, nó là cái hàng đẳng thức thôi, bạn nhân tung ra là được mà nhá. X bình cộng 1. Đấy, được. Một cái đồng nhất thức thôi bạn. Hay là các bạn có cách giải thích nào nó dễ hiểu hơn không? Thực ra đồng nhất thức thôi, bạn nhân ra nhé. X bình nhân với x bình thì ra x mũ mấy ạ? 4 nhé. X bình nhân với x thì ra x mũ 3 này. Thì trừ x nhân với x bình cũng ra x mũ 3 là triệt tiêu luôn. Đó. Tức là cách phân tích đa thức thành nhân tử, cái này lớp 8 rất hay dùng nhé. Phân tích cái đa thức x mũ 4 này cộng x bình này, cộng 1 thành nhân tử. Được chưa? Ok. Rồi Tóm dù tắt thầy sao nói ấy, lại là thầy cũng sẽ mạnh dạn đưa ra một kỹ thuật phân tích nhé, một kỹ thuật phân tích mà khá là chủ động luôn. Chứ còn nếu mà các bạn mà học bài bản từ lớp 8 thì là phân tích rất là ngon rồi. Còn đây thầy sẽ chủ động đưa ra nhé, tức là giải đáp một chút nhé. Giải đáp này là chúng ta sẽ phân tích cái biểu thức, thôi thì đã UCT thì UCT luôn nhé. X mũ 4 này cộng với x bình này cộng 1 nhé, đúng không? Phân tích cái biểu thức này. Rồi, nếu như chúng ta phân tích nó thành ra hai biểu thức bậc 2 chẳng hạn thì nó sẽ là a x bình phương cộng bx cộng c nhân với dx bình phương cộng với ex cộng m. Đó thì cái UCT luôn đi. Sao có thể chứa x bình, sao có thể chứa x bình, à có thể là bạn phân tích sai, bây giờ mình kiểm chứng lại nhé. Rồi, hệ số của x bình mũ 4 bên này là 1, hệ số của x mũ 4 bên này là a nhân d. Đó, như vậy a nhân d bằng 1 thì chúng ta có thể chọn luôn a bằng 1 và chọn luôn d bằng 1 xem được không. Đó, tiếp hệ số tự do bên này là 1, vậy thì c nhân f bằng 1, vậy ta thử chọn luôn c bằng 1, f bằng 1 xem được không. Đó. Đấy. Đấy, nếu như bạn phân tích đúng. Được chưa? Tiếp, bây giờ mình sẽ nhìn vào một hệ số nữa. Ok nhé. Đây là một cái mẹo phân tích nhanh thôi, chứ còn phương pháp bài bản không thể như này được đâu. Đấy. Chúng ta sẽ tìm về hệ số của x bình phương nhé. Hệ số x bình phương bên này là 1 này. Hệ số x bình phương bên này nhé. X bình phương nhân với 1 này thì vẫn là 1 này. Đấy. X bình phương nhân với 1 là 1, được chưa? 1 nhân x bình phương là cộng 1 nữa này. Tiếp x bình phương nữa đây là cộng với b nhân gì ạ? B nhân e. Như vậy là b nhân e sẽ phải bằng âm 1. Được chưa? Thì chúng ta có thể chọn những cái số rất là đẹp đi, là b bằng 1 thì e bằng âm gì ạ? Âm 1. Nó toàn số đẹp thôi. Đấy, bây giờ mình kiểm tra lại thôi. Đấy là mình dự đoán như vậy và kiểm tra lại nhá. Dự đoán như vậy và kiểm tra lại. Được chưa? Nào, mình nhân lại và xem có đúng kết quả như bên kia không ạ? Nhưng còn thực ra chỗ này có thể thêm bớt tạo thành hàng đẳng thức nhá. Thực chất chỗ này chính là gì đấy ạ? Chỗ này là hàng đẳng thức số 2 nhé. Đây là x bình cộng 1. Sau đó lại trừ đi gì ạ? À? Trừ đi x. Tất cả gì ạ? À? Tất cả gì ạ? À? À, x bình trừ 1 đây là bình phương trừ đi gì ạ? À? X bình phương. Đúng không ạ? Nếu bạn nào mà đã quen làm rồi thì có thể làm như thế. Đó, cũng có thể giải đáp như sau theo kiểu của lớp 8 ạ. X mũ 4 này cộng x bình phương này cộng 1 nhé. Thì sẽ bằng x mũ 4 này. Đó. Cộng với 2x bình phương thì sẽ ra đẳng thức nhá, cộng 1. Đó. Thì chỗ này là có 2 này, 2x bình phương này. Mà chỗ này lại có 1x bình phương thôi, như vậy ta phải bớt đi 1x bình phương nhá. Được chưa? Rồi, thì trong ngoặc này sẽ thành hàng đẳng thức là x bình cộng 1 sau đó lại bình phương, sau đó lại trừ đi bình phương. Rồi đây là hàng đẳng thức là a bình phương trừ b bình phương nhá. Đó. Rồi thì đây sẽ là x bình cộng 1 trừ x sau đó lại nhân với x bình cộng 1 cộng x. Ok rồi đấy ạ. Thôi thì cái này còn nhiều cách nữa, thì nói thực ra là giải đáp như vậy không được là chu đáo lắm,
Nhưng mà cái này phải kết hợp với các bạn tìm hiểu, tự tìm hiểu những cái biến đổi nó gọi là biến đổi cơ bản này nhé. Và theo các bạn thì chúng ta có nên bình phương không ạ? Tôi xem trong đáp án gốc của họ là hình như không không nhớ, hình như có bình phương hay sao, không phải. Chúng ta thử bình phương nhá, thử bình phương nhá. Ok, các tín đồ bình phương đâu rồi? Các tín đồ bình phương đâu hết rồi? Vâng à. Rồi, thực ra trong phòng thi thì mình nghĩ được cái nào mình làm cái đó thôi. Nào, xin mời Phong bình phương nhé. Bình phương chú ý là hai vế nó chưa cùng dấu đâu nhé, hai vế chưa cùng dấu đâu nhé, cho Rồi. nên bình phương chỉ là suy ra nhé. Rồi. À, Suy mời bạn ra à, ba rồi nhân tao nhé, ta sẽ suy ra. À, giải toán thì giải được đen nào, sao nè, suy ra. suy ra ba À, nhân ok, ra bảo nhé. Nào, nào, chỗ này là bình phương căn ba 3 3 thôi. Đó, x bình phương sẽ ra x bốn cộng 4 chín cộng x bình, chín x 9 x bình bình cộng một 1 tiếp trừ trừ sáu mấy nhỉ? sáu x mũ ba Đúng rồi luôn. Ok. trừ sáu x Trừ đi 6x cộng hai x bình cộng 2 bình, nét luôn. Đấy, đến đây sẽ có bạn là thầy ơi, thầy giảng lại tại sao dòng trên lại xuống dòng dưới đi, thì thật là căng nhá. Nó chính là hàng đẳng thức A cộng B cộng C thế nào ạ? Bình phương hoặc là trừ ạ, hoặc là trừ này ạ, đúng không ạ? Đó, thì nếu mà tiếp tục lại giải thích nữa thì nó hơi xa nhá. Đấy, thì tôi có hướng dẫn như vậy để bạn nào mà cần tìm hiểu thì có thể tìm hiểu đến nhá. Rồi, bên này bình phương thì mất căn, mất luôn cả âm. Ít muốn có ít mình có một chuyển về Rất tốt nhá. Rồi, chuyển về. Bây giờ thì tương đương được rồi. 3 x 4 mà trừ x 4 thì còn 2 hai muốn x 4. Rồi bây giờ trừ xem mười u tám 3 đi. mười trừ mười tám ít mũ ba Đúng rồi, 18 x u 3. Đây là 92 là 11 này. cộng ba hai 11 bình là 33. 33 mà bớt 1 đi 3 mấy nhỉ? ba hai 32 x bình. Rất tốt nhá. Đây, đây trừ là mười âm tám 18. Âm 18. Rồi, ok, tuyệt vời đấy. 3 cộng hai còn cộng mấy nhỉ? cộng hai bằng không Không, không. chia Đây. chia cho x À, chia cho cái gì nhỉ? bình x bình về x mở Bạn nghĩa vô tính tình lắm nhá. Đấy, phương trình này là gọi là phương trình là hồi quy. Đấy, bạn để ý nhá. Con âm 18 với con âm 18 này đối xứng nhau này. Đó, đối xứng nhau qua con 32 ở giữa nhé. Con 2 với con 2 đây thế nào ạ? Đối đối xứng xứng nhau, đúng không ạ? Như vậy là với bài này ạ, thì cách giải nhá là chúng ta sẽ chia cả hai vế cho x bình phương, nhưng trước khi chia mình phải nhận xét rằng x bằng 0 có thỏa mãn phương trình này hay không không nhá. X bằng 0 chỗ này bằng 0 này, 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 2 bằng này, 2 bằng 0 là vô lý đúng không? Thì trước khi chia ta phải trình bày là nhận xét là x bằng 0 không phải là nghiệm của phương trình. Chấm, với các 0 ta có phương trình trở thành. Đấy, thì chúng ta bắt đầu với được kia nhá. Đấy, chia cho x bình thì đây là hướng dẫn giải rồi, đây không phải lời giải nữa. Lời giải phải có cái trình bày là tại sao chúng ta được quyền chia. Đấy, chia làm sao mà chia cho một số bằng không được, đúng không? Đấy, khi trình bày lời giải là rõ ràng như thế nhá. Ok chưa? Rồi, thì chỗ này chia thì chúng ta sẽ có là bỏ bớt hai luôn cả bình hai đi nhá. Chia hẳn cả 2x bình đi. Được không? kia là trừ 18 x mũ 3 Đấy, để trừ biết được 18x mũ 3. Sorry, sorry. Đọc x mũ 3 lại ghi x bình, phải ghi sai nhá. Mọi người sửa giúp nhá. Mũ 3. Nào, chia cho x bình 2x bình luôn. Thì chúng ta sẽ suy ra một phương trình là gì ạ? x bình trừ 9 cộng X 16 bình trừ đi 9x 9x đúng không? cộng Rồi, cộng mười mấy ạ? 16 16. trừ Trừ đi gì 9x ạ? Trừ chín trên à, 9 chín trên trên gì x ạ? trên 9 x trên x cộng cộng 2 trên cộng một 1 trên gì ạ? một trên x bình ghép Bằng về mấy một ạ? cái cuối bằng không Bằng không. Rồi bây giờ bắt đầu ghép cặp ạ. Là x bình phương cộng bình gì ạ? một trên x bình 1 trên x bình, một cặp nha. Ok. Tiếp tục. trừ chín nhân x cộng một X trên x cộng 1 trên x về một cặp nha. Rất tốt. cộng 16 bằng không 16 bằng 0 nha. đáp Thôi án đến đây phụ dừng nhá. Đến đây dừng được không? Đến đây dừng nhá. Đến đây là không còn vô tỷ nữa đúng không? Đến đây thì quá là đơn giản đúng không ạ? Đặt chỗ này bằng gì ạ? Bằng T. Thì chỗ này sẽ là T bình trừ mấy ạ? để bình T bình trừ phương hai này. Đúng rồi, T bình trừ 2 nhá. Ra phương trình bậc 2 nhá bạn nhá. Ok chưa? Quá tuyệt vời. Bạn Khoa nhỉ hay bạn Phong nhỉ?
phong đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Rồi có khi nào máy tính có thể vào cuộc được không? Câu trả lời là máy tính vào cuộc thoải mái nhé. Máy tính vào cuộc này. Có nghĩa là tùy theo những cái nguồn lực mà chúng ta đang có và những cái thứ mà phòng thi cho phép. Đấy, có kỳ thi thì cho phép dùng máy tính, có kỳ thi thì không, tùy từng nơi. Nếu mà bây giờ không dùng máy tính thì rất là thiệt thòi trong khi mà phòng thi cho phép đúng không? Nào, đây là phương trình bậc 4, chúng ta sẽ bấm là menu 9. Phương trình là 2, bậc 4 là chúng ta bấm số 4. 2 mũ 4 chúng ta chia bớt đi còn 1. Đó, trừ 18 thì chúng ta bấm là trừ 9 thôi. Đó, 32 chúng ta bấm là 16 thôi. Đó, trừ 18 ta bấm là trừ 9 thôi. Đấy, còn 2 thì ta bấm là 1 thôi. Rồi đây, một nghiệm là 7 cộng căn 5 chia 3. 7 cộng căn 5 chia 3 thì chúng ta sẽ lưu nó vào biến A này. Đó. Rồi, một nghiệm bằng 1 thì thôi, khỏi cần rồi. Một nghiệm 7 trừ căn 5 chia 3. 7 trừ căn 5 chia 3 ta lưu vào biến B này. Rồi. Xem còn nghiệm thứ tư không? Không còn nghiệm thứ tư. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là có nghiệm kép nhé. Điều đó nghĩa là nghiệm kép này. Đấy. Đến đây. Nếu như mà chúng ta được phép sử dụng máy tính thì đến chỗ này chúng ta biến đổi rất là ngon lành như sau. Biến đổi chỗ này ra này. Thì nghiệm kép x trừ 1 tức là x bình trừ đi 2x cộng 1 này. Đó. Thế còn hai nghiệm kia này. X bình là trừ đi tổng nhé. Trừ tổng này. Chỗ em không cho dùng máy tính nhưng mà không có phương trình vô tỉ KK tùy từng nơi đúng không ạ, ở chỗ cho dùng máy tính ở chỗ không. Rồi chúng ta sẽ bấm là alpha a cộng với alpha b. Rồi, đó thì là 7 nhá, 7 là trừ đi 7 x. Rồi để chỗ cuối là tích nhá, chỗ cuối là tích tức là alpha nhân alpha b à, sẽ là 1 nhá. Ok. Được chưa? Đấy, từ trên này nhảy một phát xuống đây luôn. Bạn thấy là so với mà kỹ thuật là chia cho x bình phương ạ, thì kỹ thuật mà dùng máy tính sẽ đạt tốc độ cao hơn rất nhiều, lời giải nhìn nó gọn mắt hơn. Đến đây thì ra hai phương trình bậc hai rồi, đúng không ạ? Ok rồi. Nếu cho phép dùng máy tính, ở đây là nếu nhé, nếu cho phép dùng máy tính các bạn nhé, nếu thôi. Thế còn nếu không cho dùng máy tính, chúng ta phải làm như bên trên. Được chưa? Hoặc chúng ta thể nhẩm nghiệm nhé, nếu có nghiệm nguyên thì nghiệm nguyên sẽ là ước của hai đó nha. Còn nếu có nghiệm hữu tỉ thì một nghiệm tử sẽ là ước của hai, mẫu sẽ là ước của hai bên này. Được chưa? Tất nhiên lúc còn hai rồi thì còn một thôi, thì ước của một thì chắc chắn là một rồi. Được chưa? Xong nhá. Rồi đó là bài một. Ở đây là bài của thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Một bài khác về cũng ẩn phụ nhưng mà thử thôi được, tôi sẽ không lộ ra bài 2 nhé. Bài số 2 là giải phương trình là 13x, tôi không nhớ đây là đề của trường nào nữa, quên hôm nay lúc chép quên không kịp ghi á. Đấy, nhân với căn của 2x trừ 1 bằng 7x trừ 1 nhân với căn của 8x cộng 1 trừ 4. Rồi mời các bạn thử sức ạ. Trong khi bạn đang suy nghĩ thì tôi sẽ đặt điều kiện nhé. Điều kiện này, x để lớn hơn bằng 1 phần 2 này, x phải lớn hơn âm 1 phần 8, như vậy là x lớn hơn hoặc bằng 1 phần 2. Rồi đặt xong rồi ạ. Ký hiệu đây phương trình sao? Rồi các bạn nêu về quan điểm giải toán nào. Ý tưởng thì tất cả phần sản lại UCT tiếp. Bạn qua có vẻ là nghiện UCT rồi, anh qua. Hôm nào anh qua cho thầy địa chỉ vào đấy mời thầy món UCT nhé. Nào, ngoài UCT ra còn cái gì nữa không ạ? Nào, ngoài UCT ra còn cái gì nữa không ạ? Có liên hợp được không ạ? Bạn có thể thử nhé. Không ai cấm chúng ta thử cả. Nếu mọi thứ đều có sẵn công thức thì việc gì chúng ta phải ngồi đây?
Thì còn lên mạng search cái công thức cái là chúng ta thành học sinh giỏi luôn. Điều kiện là liên hợp là gì ạ? Bạn phải thử thực nghiệm, bạn phải nhẩm thực nghiệm đã. Bạn có nhẩm thực nghiệm không ạ? Một là bạn nhẩm được mò ấy, còn hai là bạn dùng máy tính ship zone ra nghiệm của nó. Đấy. Bạn cho tôi thí nghiệm đi, chúng ta sẽ thử xem có liên hợp được không. Không có nghiệm thì sao liên hợp được ạ? Ok, Chí Tín có nghiệm bằng 1. Ngọc Minh cũng cho nghiệm bằng 1. Đó. Thùy Lâm cũng cho nghiệm bằng 1. Ok, vậy thì nghiệm bằng 1 chúng ta thử liên hợp xem được không nha. Liên hợp nha, thử thôi, chỉ thử thôi nha. Thử thôi nha. À, trước tiên chúng ta thay x bằng 1 vào đây, ta thấy chỗ này bằng 1. Thay bằng 1 vào đây, thấy chỗ này bằng 3. Như vậy hai biểu thức này khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ phải tách ra liên hợp rồi. Tuy nhiên, nếu mà liên hợp thì các bạn để ý này. Đấy, kinh nghiệm cho thấy này. À, trước mặt cái căn mà là cả một biểu thức nữa thì khi liên hợp biểu thức sau liên hợp sẽ rất là to đấy, sẽ rất là to đấy nhá. À, ví dụ trước mặt căn này mà chỉ là một hệ số thôi hoặc là không có hệ số gì cả thì cái liên hợp sẽ có khá nhiều lợi thế, nhiều cơ hội hơn. Và bây giờ trước mặt của cái căn này là cả 7x trừ 1 mà liên hợp thì căng đấy. Bạn thử liên hợp nhá, bạn thử liên hợp xong. Bây giờ tôi thử trình bày theo UCT đi. À, ngoài ngoài UCT ra, liên hợp ra, bạn có nghĩ ra cái nào không? Bình phương chắc là không khả thi rồi đúng không ạ? Thực ra bài này có thể đặt hai ẩn phụ, một ẩn là căn này, một ẩn căn kia. Được chưa? Một ẩn căn này, một ẩn căn kia. Thì ý tưởng của UCT như thế này. Chúng ta lấy hai cái căn này làm cơ sở, coi như là 2x trừ 1 với lại 8x cộng 1 làm cơ sở đi. Ta sẽ biểu diễn cái chỗ nào ạ? Biểu diễn cái chỗ 13x cộng 1 qua hai chỗ này. Biểu diễn 7x trừ 1 qua hai chỗ này bằng UCT như sau nhá. Nháp một chút nhá. Nháp nhá, chưa giải nhá. Nháp nhá. Là 13x cộng 1 sẽ được bằng là m nhân với 2x trừ 1 cộng với n nhân với 8x cộng 1. Đó, đây gọi là UCT đấy ạ nhá. À, lúc nãy bạn nào bảo UCT nhưng không biết đồng ý bạn chưa? Hay là ý của bạn là khác ạ? À, đúng ý rồi anh Khoa nhé. Rồi, tuyệt vời. Và từ đây mọi người chắc biết cách tìm MN giống như bài vừa rồi đúng không ạ? 2M cộng mấy N ạ? 2M cộng 8N. 2M cộng 8N là số của x đúng không ạ? Bên này số của x là 13 nhé. Đó. Rồi, đây là trừ M cộng với N, tức hệ số tự do thì phải bằng 1 ạ. Đó thì bấm máy giải hệ phương trình này ra ta sẽ tìm được m và tìm được n thôi. Ok chưa ạ? Bạn nào có mn rồi ạ, đọc giúp thầy ạ. À không, bạn nào có mn ạ. Thế thầy bấm máy nhá. Được cái là chỗ các thầy được phép dùng máy tính. À, bấm máy nào. À, có người có rồi thì thầy khỏi bấm đi. À, 1 phần 2 và 3 phần 2. Rồi, mọi người đều nhất trí cao rồi nhá. 1 phần 2 và 3 phần gì? 3 phần 2. Rồi, tương tự như vậy nhá. Tương tự như vậy bạn sẽ làm với gì ạ? 7x trừ 1 nhá. 7x trừ 1 là cũng bằng là m. Nhưng m này là m khác bên trên nhá. Nhưng mà nó đang là nháp thì mình cứ để mn không sao đâu. Đang là nháp thôi mà. Đó. Thì giống như hệ trên thôi, hệ bên trên vẫn thế nhá, là vẫn là 2m cộng 8 gì 8n, nhưng bây giờ không phải bằng 13 mà là bằng 7, vẫn là trừ m cộng n nhưng mà không phải là bằng 1 nữa mà bằng âm 1. Vậy thì cho thầy kết quả luôn đi ạ. Bạn nào tính rồi cho thầy kết quả nào. Ba phần hai, một phần hai. Lại ngược lại à? Ngược lại kết quả trước kia. 3 phần 2 và 1 phần 2. Đấy, các bạn làm nhanh đấy. Tức là để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cũng như thi chuyên toán này, thì khả năng tính toán là điều không phải bàn cãi rồi. Nếu các bạn mà cộng trừ nhân chia yếu thì sẽ rất là khó đấy. Phương pháp có mạnh đến mấy không bù đắp lại được nhá. Thì bây giờ khi đã có được cái đoạn nháp như vậy rồi thì ta sẽ biến đổi là phương trình sao? Tương đương. Đó.
thì đều là 1 phần 2, 3 phần 2, ta nhân đôi lên luôn nhé, nhân đôi luôn, nhân đôi luôn, được chưa? Coi như là m bằng 1 này, n bằng 3, m bằng 1, n bằng 3 nhé. 1 thì chính là 2x trừ 1 này. Đấy, n bằng 3 tức là cộng với 3 lần là 8x cộng 1. Đúng không? Đó, nhân với căn của 2x trừ 1 bằng, à, chỗ này là m bằng 3, n bằng 1 luôn, nhân đôi luôn mà, là 3 nhân với 2x trừ 1 cộng với 1 8x cộng 1. Đó, nhân đôi luôn. Nhân với căn của 8x cộng 1. Rồi, trừ đi, nhân đôi lên thành trừ 8 đúng không ạ? Đó, đúng chưa các bạn ơi? Đến đây để cho dễ nhìn, chúng ta sẽ đặt ẩn phụ nhé. Ta sẽ đặt ẩn phụ này. Đặt cái chỗ 2x trừ 1, căn của 2 trừ 1 đây bằng gì ạ? Bằng A đi. Được chưa? Thế còn căn của 8x cộng 1 đặt bằng B đi. Đó, nhá. Thì đây là trình bày nhá. Trình bày thì cố gắng là khi trình bày chúng ta đặt đặt xong thì trình bày tiếp nhé. Đây ta gọi là hướng dẫn giải chứ chưa phải là lời giải nhá. Thì đây 2x trừ 1 đây chính là A gì ạ? A bình. Được chưa? Đây cộng với 3, 8x cộng 1 đây chính là B gì ạ? B bình. Đúng không? 8x cộng 1 đây chính là B bình. Đây sẽ bằng, đây là 3, 2x trừ 1 thì chính là A bình. Đấy. 8x cộng 1 đây chính là B bình. Đó, trừ đi 8. Đấy. Thì bạn chuyển xuống dòng. Đây là A mũ 3 này. Cộng với 3 A B bình phương này. Trừ đi 3 A bình phương B này. Cộng với B mũ trừ B mũ 3 bằng 58 à. Chia 2 nữa thầy. Ủa, còn chia 2 gì nữa? Vẫn còn chia 2 nữa à các bạn? Các bạn ơi, còn chia 2 nữa không ạ? Cả hai bên đều nhân 2 lên rồi, còn chia nữa không ạ? Chỗ này nhân đôi lên thành 8 rồi. À không nữa đúng không ạ? Rồi ok. Không không không, nhân hai vế mà. Ok. Đấy, hơi nhanh chút. Rồi, cái này nhìn giống hằng đẳng thức không ạ? A mũ 3 này trừ 3 A bình phương B này cộng 3 A B bình phương trừ B mũ 3. Như vậy chỗ này sẽ tương đương với A trừ B tất cả mũ gì ạ? Mũ 3 bằng bao nhiêu ạ? Bằng âm mấy ạ? Âm 8. Như vậy thì chứng tỏ rằng A trừ B phải bằng âm mấy ạ? Âm 2. Rồi đến đây các bạn làm nốt nhé. Các bạn xem có nhầm dấu chỗ nào thì sửa giúp nhé. Hoặc là chỗ chia 2 với nhân 2 nếu có nhầm thì bạn sửa nhé. Còn nếu không nhầm thì cứ đi tiếp thôi. Cái này mình tự chủ được mà đúng không ạ? Chỗ nhân 2 và chia 2 mình tự chủ được nhé. Cũng không nên áp lực quá. Ở nhà có nhiều thời gian mình kiểm chứng lại xem có cần chia 2 nữa không. Được chưa? Đấy, thì đây là kỹ thuật này là hai ẩn phụ. Chúng ta chả đặt ẩn phụ vẫn được, không đặt ẩn phụ vẫn được nhé. Thế nhưng nếu mà chúng ta đặt ẩn phụ thì nhìn nó sẽ gọn hơn về AB, nó không còn căng nữa. Bạn nào có ý kiến gì về bài này nữa không ạ? Có sai dấu chỗ nào không ạ? Có sai số 2 nào không ạ? Hay là có cách khác ạ? Hay là cần giải đáp lại về cái biến đổi nào ạ? Mọi người mạnh dạn đi ạ. Có thể bật mic lên nói ạ. Các bạn có thể tự bật tiếng được ạ. Tự bật tiếng, tự đổi tên, có thể trò chuyện, có thể bắt đầu video ạ. Có thể comment. À, có ý kiến gì không ạ? Nếu không ý kiến gì thì chúng ta chuyển sang bài 3. Thầy kêu lúc đầu là mình có thể đặt ẩn phụ, nếu đặt ẩn phụ thầy làm sao thầy, nếu mà đặt ẩn phụ ngay từ đầu luôn. À bạn Ngọc, là bạn Thanh Ngọc ơi, Thanh Ngọc nói to hơn một chút được không? Dạ, ý là nãy thầy bảo là mình có thể đặt ẩn phụ ngay lúc đầu luôn, thì nếu mà đặt ẩn phụ ngay từ đầu luôn thì thầy biến À được Ngọc đổi. ơi, đặt ẩn phụ ngay từ đầu được luôn nhá, được luôn. Được chưa?
đặt đặc thù ngay từ đầu được luôn. Ok, ngay từ đầu chúng ta sẽ đặt A bằng căn 2x trừ 1, B bằng căn của 8x cộng 1. Được nhá Ngọc nhá, ok luôn. Đặt được Ngọc nhá, cứ thoải mái thôi. À, một bạn có số điện thoại đuôi 2128, bạn tên gì ạ? Không có sức viết bài đâu, bạn tôi Bạn 2128 nên bạn không, bạn đổi tên giúp ạ. À, chúng ta chuyển sang bài 3 nhé. Bài 3 được chưa ạ? Rồi, bài 3 nhé. Bài 3, bài 3 thì đây là bài này tương đối khó đây. Học sinh giỏi của tỉnh Thanh Hóa năm 22 giải phương trình 4x mũ 3 cộng với 13x bình phương trừ 14x bằng 3 trừ đi căn của 15x cộng 9. 4x mũ 3 cộng 13x bình trừ 14x bằng 3 trừ đi căn. Ok, sinh giỏi của tỉnh Thanh Hóa nhé. Được chưa? Thì bài này tôi đặt điều kiện luôn cho các bạn nhé. Đây gọi là phương trình sao. Đặt điều kiện luôn. Thì là 15x cộng 9 lớn hơn hoặc bằng 0. Nhưng mà x lớn hơn hoặc bằng là 9 phần 15. Âm 9 phần 15 như vậy là âm 3 phần 5. À, cha 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 cha, tín nhầm nghiệm à? Tín nhầm nghiệm hay là bấm máy tín ơi? Hai ạ. Nếu chỉ nhầm mỗi nghiệm 3 phần 4 thôi là yếu nhá, tiếp tục đi. Nếu chỉ ngậm được một nghiệm nhá. Ok, ta nháp một chút nào. Nháp một chút nhá. Chúng ta có nhầm được một nghiệm này. X bằng 3 phần gì ạ? 3 phần 4. Như vậy nếu chỉ nhầm một nghiệm thì rất dễ đi vào liên hợp đơn và sau đó xử lý cái chỗ rồi, phong này. Không mà 3 phần 4 Ngọc Minh cũng cho luôn cả nghiệm bằng không nữa, quá tuyệt vời nhá. Nào xin hỏi có cần hướng dẫn cách dùng máy tính tìm ra hai nghiệm này không ạ? Có cần hướng dẫn cách dùng máy tính không? Bởi vì nói về kinh nghiệm thì cũng không biết phải học đến bao giờ mới ra cái kinh nghiệm để nhầm ra hai nghiệm này. Tất nhiên để nói về kinh nghiệm thì có thể chia sẻ như thế này, tức là bên vế trái này là nếu như bình thường là khi bên vế phải là có căn, bên vế trái này là không có căn nhá. Vậy muốn triệt tiêu này thì căn này nó sẽ phải là cái số gọi là có dạng là bình phương, có thể là không phải là chính phương đâu, có thể là 1 phần 2 bình phương cũng được, tức là 1 phần 4 dạng bình phương nhá. Thì các em thấy là nếu như x mà bằng 0 á, thì 15x cộng 9 nó sẽ bằng 9 thôi, căn 9 rất là đẹp, thì nhiều cơ hội sẽ triệt tiêu được bên này. Đúng là x bằng 0 thật luôn nhá. Rồi, có cần bằng dùng máy tính để trợ giúp chỗ này không ạ? Dùng máy tính tìm hai nghiệm luôn ạ, chứ không phải là một nghiệm ạ. Máy tính mà mò một nghiệm thì là không tính tiền. Được không? Máy tính như vậy thì nó gọi là thường quá. Rồi nếu các bạn mà đã có nghiệm rồi thì chúng ta sẽ trên tinh thần chúng ta sẽ làm như này. Nhẩm nghiệm chúng ta thường nghĩ đến gì ạ? Nhẩm nghiệm chúng ta thường nghĩ đến gì ạ? Khi nhẩm được nghiệm rồi, ta có thể nghĩ đến chuyện gì ạ? Đúng rồi, có thể là liên hợp nhé, có thể liên hợp cũng có thể là phân tích ra nhân tử nhé. Đấy, được không? Thì chúng ta có thể nghĩ đến liên hợp. Ok, chúng ta cứ mạnh dạn nghĩ liên hợp đi, nhưng không phải là cứ nhẩm nghiệm là liên hợp bạn nhá. Đấy, chúng ta có thể nghĩ thôi chứ không phải là bắt buộc nhé. Đấy, chúng ta có thể là liên hợp. Đó, đây đang là chúng ta đang chia sẻ những kinh nghiệm giải toán thôi. Liên hợp thì chỗ này x bằng 3 phần 4 nhé, x bằng 3 phần 4 ạ, thì nó sẽ có nhân tử là 4x trừ gì ạ? 4x gì ạ? 4x trừ gì ạ? Trừ 3, đúng không ạ? Và liên hợp để tạo ra nhân tử.
4x trừ 3 này nhân với gì đấy ạ? Nhân x đấy, đây chính là nhân tử của ta, tức là 4x bình trừ 3x nhá, 4x bình trừ 3x. Và trong trường mà có hai nghiệm này ạ, thì chúng ta sẽ phải thêm bớt như sau nhá, nháp tiếp này, thêm bớt, thêm bớt này là cái căn của 15x cộng 9. Đấy. Trong trường mà chúng ta bớt đi m và thêm m thì cái này chỉ áp dụng trong tình huống mà nó có mấy nghiệm thôi ạ? Một nghiệm thôi. Còn trong trường hợp hai nghiệm mà xử lý như này thì biểu thức sau liên hợp là không trôi rồi nhá. Cái này phải trừ đi tận gì ạ? Trừ cái gì ạ? M gì ạ? Mx cộng gì? Cộng n. Đấy, chúng ta sẽ phải thêm bớt là mx cộng n. Bớt mx trừ cộng n rồi thì chúng ta phải thêm với mx cộng n, được chưa? Thêm bớt để tạo ra cái này. Nào, có ai còn nhớ cách tìm m và cách tìm n không ạ? Ui lạnh quá thì thầy tăng cái điều hòa lên chút. Chà. Nào, bạn nào có bạn nào còn nhớ cách để tìm ra m và n trong cái biểu thức liên hợp này không ạ? Có ai không ạ? Có ai còn nhớ cách tìm MN không ạ? Cách tìm MN này, cách tìm M và cách tìm N nhé. Đây, đây có người nói đi rồi. Thay x vào đúng rồi nhé, chính xác nhé, Thùy Lâm nhé. Chúng ta sẽ thay cái nghiệm mà chúng ta nháp được đấy, chúng ta nhẩm được đấy nhá. Chúng ta sẽ thay nghiệm vào đây này. Chúng ta sẽ lần lượt là thay x bằng mấy ạ? X bằng không này. Thay x bằng 4 phần mấy ạ? 4 phần 3 là 3 phần 4. Được không? Thay vào đâu? Vào biểu thức này, này. Hai sao này nhá. Đó. Vào biểu thức hai sao. Đấy. Thì chúng ta sẽ tìm được m và tìm được n nhá. Thay vào. Nào trước tiên chúng ta thay x bằng 0 vào. Thì 15 nhân 0 này cộng 9 này bằng 9 này, căn 9 là bằng 3 này. Đấy, trừ đi x bằng 0 rồi, như vậy là trừ đi n bằng 0. Ôi thế tìm được luôn n rồi đúng không ạ? Nào thay x bằng 3 phần 4 vào đây. 15 nhân với 3 là 45 phần 4. 45 phần 4 cộng 19. Bạn nào bấm giúp ạ? Căn của 45 phần 4 cộng 19 thì muốn 36, như vậy là 81 ạ. À? Ôi đẹp thế. Đúng không ạ? 9 phần 2 ạ. À? Bạn nhắc lại giúp đúng 9 phần 2 không ạ? Kiểm tra lại. 48 phần 4 cộng 9. Chín phần hai được rồi. Cảm ơn Thảo Chi nhé, cảm ơn Võ Viết Văn nhé. Được chưa? À, tôi nhẩm nó ra như vậy nhưng mà vẫn hỏi lại bởi vì sợ mình lẫn, nhiều lúc nhẩm lẫn lắm. Rồi hai ba, hai phần ba rồi. Ok nào, m của chúng ta này, m này nhân với x này, x thì chính là 3 phần 4 này đúng không? Tiếp cộng n này, n bên trên chúng ta vừa tìm được là bằng 3 này. Đó, từ đây tìm ra nhé. Tìm ra là m bằng bao nhiêu và n bằng bao nhiêu. Tất nhiên là n bằng 3 rồi nhá. N bằng 3 rồi. M bằng âm 1, n bằng 3 đúng không? M bằng mấy ạ? Bùi Đặng Anh Khoa kiểm tra lại cho ạ. Rồi Phong nhé, M bằng 2, N bằng 3 rồi, Bùi Đặng Anh Khoa rồi, ok, M bằng 2 rồi nhá. Được M bằng 2 rồi, N bằng 3 rồi. Ok, thì chúng ta mới trình bày lời giải nhá. Đấy, sau khi nháp như vậy thì chúng ta sẽ viết ra lời giải nhá. Lời giải này, chúng ta biến đổi là phương trình sau. Tương đương với, nào, chuyển tất sang bên này, này nhá, là 4x mũ 3 này, cộng 13x bình phương này, trừ đi 14x này, trừ đi 3 này, cộng với căn của 15x này cộng 9. Đó, chuyển tất sang rồi. Và như đã trình bày thì chúng ta sẽ có là m thêm bớt là m là 2 này, 2x cộng 3 nhé. Thêm bớt là 2x cộng 3. Đấy, làm rất là chậm luôn nhé. Và sẽ bớt đi 2x cộng 3. Tức là thêm 2 cộng 3. Bớt 2 cộng 3, bớt trước thêm sau, thêm trước bớt sau thì kết quả như nhau thôi. Đó.
Được chưa? Rồi, đến đây chúng ta sẽ biến đổi tương đương nào. 4x mũ 3 này. Đấy, thì cái biểu thức đầu tiên này này, biểu thức đầu tiên này sẽ ghép lại với chỗ này nhá. Đấy, cộng với 13x bình này. Trừ 14 mà trừ tiếp đi 2 là trừ đi 10, trừ 12 cộng 2 nhá. Trừ 12 x này, trừ 3 cộng 3 là hết rồi. Đó. Cộng với căn của 15x cộng 9. Được chưa? Trừ đi 2 cộng 3 bằng 0. Và đến đây chúng ta sẵn sàng liên hợp rồi. Mời các bạn liên hợp tiếp đi ạ. Sẵn sàng liên hợp. Và sau liên hợp chúng ta còn một biểu thức cần xử lý nữa. À, chỗ này thì có nhân tử là x rồi. Được chưa? Sau khi nhân tử là x, chúng ta sẽ còn là 4x bình phương này cộng với 13x này trừ đi 12 nhá. Chúng ta sẽ xử lý. Các bạn có thể nhẩm một chút như tôi bấm máy này cho nó nhàn thôi. Còn như đã nói có quy định một số nơi là không dùng máy tính thì lúc đó các bạn nhẩm ra thôi. Phân tích chỗ này ra nhân tử đó, delta ấy, delta thì tôi thì có máy tôi không dùng delta. Menu 922 rồi. 4 này. Đó, 13 này. Rồi, âm 12 này. Bằng này. À, lại một nghiệm 3 phần 4, như vậy là 4x trừ 3 rồi. Nhá, 4x trừ 3 này. À, như vậy là x cộng 4 rồi. Nhá. X nhân với 4x trừ 3 này nhân với x cộng 4 này. Đó. Được chưa? 16 và 3. Ủa, sao lại 16 vậy Quỳnh Anh? Thì em là tách cái 13x thành 16 với 3 để phân tích ra À, cái hạn. ok, Quỳnh Anh, rồi, hiểu rồi. Tức là thêm bớt để phân tích cái chỗ đó ra nhân tử đúng không ạ? Được Rồi. không? Ok, Quỳnh Anh nhé, chuẩn rồi đấy. Phân tích đa thức ra nhân tử. Thực ra chúng ta tính delta để biết trước nghiệm, một nghiệm là 3 phần 4, một nghiệm là âm mấy ạ? Âm 4. Nhá, thì chúng ta có thể tách như này. Còn chung biểu thức này ta nhân liên hợp luôn nào. Liên hợp nào. Liên hợp thì chúng ta sẽ ra chỗ này là 15x cộng 9 trừ đi 2x cộng 3 thế nào ạ? Bình phương thì đây mình nháp một chút xong ghi vào cho nó gọn, nhìn lời giải cho nó gọn nhé. Đó, được chưa? Thì đây là trừ 4x bình tiếp 2 nhân 2 là 4, 4 3 12 trừ 12 cộng 15, như vậy là cộng 3x 99 hết nhá, hết luôn. Được chưa? Thì chúng ta để cho nó giống với biểu thức bên trên. Rồi được rồi, cứ để nguyên nhá. Đây là trừ 4x bình cộng 3x chia cho căn của 15x cộng 9 cộng với 2x cộng 3. Thực ra không cần ngoặc nữa, nhưng mình cứ để đi, cứ để ngoặc nhá. Ok, đấy là liên hợp 3, mình chỉ tín. Rồi, ok. Nào, để ý rằng 4x bình trừ 3x đây này, 4x bình trừ 3x làm nhân tử chung nhá. Đó. Nhân tử chung chính là 4x bình trừ đi 3x này. Đây, bạn nhân chỗ này ra chính là 4x bình trừ 3x nhá. Thì bên này sẽ còn x cộng 4 này. Bên kia sẽ còn trừ 1 chia cho căn của 15x cộng 9 nhé. Cộng với 2x cộng 3 bằng 0. Đấy. Được chưa? Rồi, cái chỗ này thì ok nhé. Chỗ này bạn tự xử lý rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá cái chỗ sau liên hợp này nhé. Biểu thức đánh giá sau liên hợp nhé. Biểu thức sau liên hợp, tôi gọi chỗ này là biểu thức sau liên hợp. Khi đánh giá biểu thức sau liên hợp thì các bạn chú ý vào điều kiện nhé, chú ý cái điều kiện này này. Đấy, nó phải có cái điều kiện này này thì mới đánh giá được nhé. Điều kiện x lớn hơn hoặc bằng âm 3 phần 5 thì chúng ta nói lên điều gì? Nào, với x lớn hơn hoặc bằng âm 3 phần 5. Mời các bạn suy nghĩ một chút nào. Đánh giá biểu thức này này. Nó sẽ vô nghĩa.
theo kiểu là luôn dương hoặc là luôn âm. Mời các bạn đánh giá. Nào, thì nếu x lớn hơn âm 3 phần 5 thì chúng ta sẽ có là x cộng 4 nhá. Chắc chắn sẽ lớn hơn hoặc bằng x trừ đi, tức là 4 này trừ đi 3 phần 5 là bao nhiêu ạ? 20 là 17 phần mấy ạ? 17 phần 5 nhá. Ok. Rồi. Tiếp. Thế còn cái căn ở bên dưới nào? Căn của 15x cộng 9 cộng với 2x cộng 3. Rồi, cái này sẽ lớn hơn hoặc bằng, nào, thay vào đây. Căn của 15 nhân với x là âm 3 phần 9. Đúng. Sorry. 15 nhân với x là âm 3 phần 5 cộng 19 cộng với 2 nhân âm 3 phần 5 cộng 3. Đó, số này bằng bao nhiêu? Biểu thức lớn hơn hoặc bằng 1 thì phải. Mình cũng chưa tính ra nhé. Đây là 15 chia 5 được 3, 3 nhân 3 9, 99 hết. Ok, như vậy đây là 9, 3 này, là 15 này, 15 chia 6, đây còn 9 phần 5 nhé. Đúng không ạ? 9 phần 5. Đúng chỗ này là 9 phần 5 không ạ? Các bạn kiểm tra lại giúp ạ. 15 này, trừ 6, ok, 9 phần 5. Vậy thì suy ra 1 chia cho căn của 15x cộng 9 cộng với 2x cộng 3. Thì chúng ta biến đổi nghịch đảo thôi, sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 9 phần 5. Được chưa? Như vậy, cái chỗ đầu tiên này sẽ lớn hơn là bằng 17 phần 5. Mà chỗ này nhỏ hơn là bằng 9 phần 5. Vậy hai cái này trừ cho nhau đã dương chưa? Được chưa? Vậy suy ra x cộng 4, và đem ký hiệu cái này là 2 đi. Nha, 2. Thì từ 1 và 2 để suy ra x cộng 4 trừ đi 1 chia cho căn của 15x cộng 9 cộng với 2x cộng 3. Đây, chỗ này thì lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu ạ? 17 phần 5. Chỗ này là nhỏ hơn hoặc bằng 9 phần 5. Thì 17 phần 5 mà trừ 9 phần 5 thì là dương rồi. Đúng không ạ? 17 trừ 9 là 8 phần 5. Bây giờ lớn lớn lắm luôn đấy. 8 phần 5 lớn hơn cả 1 nhá. Cái này luôn dương. Đúng không ạ? Ok. Vậy thì suy ra biểu thức đó vô nghiệm. Phương trình đó vô nghiệm nhá. Đấy. Kiểu cái biểu thức sau liên hợp đấy là sẽ vô nghiệm thôi. 5 phần 9. 5 phần 9. Cảm ơn nhá. Cảm ơn Phong và Tín nào. 5 phần 9 đúng không ạ? Ok, 5 phần 9. Nghịch, biến đổi nghịch đảo lại. 5 phần 9. Cảm ơn nhé. 5 phần 9. Được chưa? Ổn chưa? Quá lớn luôn đúng không? 17 phần 5. Mà trừ 5 phần 9 đã dương chưa? 9 phần 5 thì vẫn còn bị dương chứ nói gì đến 5 phần 9. Các bạn kiểm tra lại giúp chưa ạ? Xem còn thiếu sót gì không ạ? Kinh, tính chính xác là 128 phần 45. Làm quá bất đẳng thức nên thì chắc là điểm rơi luôn ấy nhỉ. Rồi, sẵn sàng kiểm tra chưa mọi người ơi? Ở đây thầy chuẩn bị đây có mấy đề đây. Có 2 câu thôi. 2 câu khá nhẹ nhàng. Để xem mức độ mà sau mấy buổi học này, 3 buổi, gọi là 3 buổi rưỡi đi, 3 buổi hơn rưỡi một chút, chúng ta sẽ làm được những gì nào. Nào, bắt đầu kiểm tra nhá. Kiểm tra. Kiểm tra các bạn sử dụng máy tính thoải mái nhá, bởi vì để cho kịp thời gian. Yêu cầu là tính cả trình bày nhá, tính cả trình bày.
sợ các bạn trình bày sau này trình bày lộn xộn mà mình có ra đáp số rồi mất điểm thì nó oan uổng quá. Chúng ta tập cả trình bày thì nó không phải vấn đề là quan trọng nhất trình bày đâu, và nếu như bạn không thể trình bày thì bạn cứ nêu ý tưởng của mình ra là cũng đã tốt rồi. Đó, chúng ta có thể dàn trình bày sau, còn nếu được thì học trình bày luôn là tốt nhất nhá. Và đề thi là có hai câu, câu một như sau: là giải phương trình khá là nhẹ nhàng thôi. Căn của x trừ 3 trừ đi căn 2x trừ 7 bằng 2x trừ 8. Câu 2. Giải phương trình năm x bình phương cộng với 6x cộng 4 bằng 3 nhân x cộng 1 nhân căn 3x bình phương cộng 4. Tôi chỉ để hai câu thôi, không để ba câu, với mong muốn là gì? Tức là bạn cố gắng đạt được cả hai điều nhá, cả nháp và cả trình bày luôn nhá, cả nháp và cả trình bày luôn. Tức là bạn nháp bạn suy nghĩ như thế nào, UCT như thế nào, tách như thế nào, delta như nào, và sau khi nháp xong là trình bày. Đó, chúng ta sẽ đạt tới hai thứ. Cái chuyện nháp để làm gì? Giúp chúng ta hiểu bài. Nháp để làm gì? Giúp chúng ta trình bày cho người đọc hiểu chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta đang làm gì. Đặc biệt là với các bạn ví dụ làm sau này làm gia sư hoặc làm giáo viên ấy, thì cái đoạn nháp là vô cùng quan trọng nhé. Thế nhưng mà quan trọng đến đâu là quan trọng? Nếu các bạn đi thi mà trình bày không được, các bạn vẫn trượt thôi, đúng không ạ? Chả ai muốn mình phải trượt cả, cho nên mình rất tốt rồi nhưng không thể để người ta nói rằng là em rất tốt nhưng tôi rất tiếc được. Thế nên sau nháp vẫn phải là trình bày nhá. Ok, thì tôi để chỉ để hai phương trình thôi để chúng ta làm vừa nháp vừa trình bày. Còn ban đầu tôi dự định là thêm phương trình thứ ba. Cũng không giấu gì, trong hai đề này là hai đề thi, một đề thi năm 23 và một đề thi năm 21 của thi chuyên nhá, thi chuyên của hai sở. Đề thi của hai sở rất là nổi tiếng. Ok. Đó. Ai có câu hỏi gì không ạ? Cách thức nộp bài nhé, thì như nộp bài tập về nhà, như nộp bài tập về nhà. Cách thức nộp bài thì tôi sẽ mở ra hai cách cho các bạn. Cách thứ nhất là các bạn nộp bằng file PDF, nhớ đặt tên file nhé là tên của học viên, học sinh nhé, học sinh hoặc là giáo viên thì gọi là học viên nhé. Đấy, các bạn đặt như vậy. Đó. Cách thứ hai thì cách bạn nộp bằng ảnh, chụp ảnh thôi, cho phép chụp ảnh thôi, không phải là PDF. Nhưng mà chụp ảnh xong thì bạn phải làm gì? Bạn phải lưu vào một folder nhé, để nó vào một folder nhé. Đó, sau đó gửi lên Zalo. Được chưa? Các bạn chép đề bài đi ạ. Đây tôi ví dụ nhé, tôi ví dụ này. Ví dụ về cách chụp nhé, như sau. Bây giờ tôi có một vài bức ảnh, có ba bức ảnh này đi. Đây là một bức ảnh này, đây là một bức ảnh, đây là một bức ảnh này. Được không ạ? Có ba bức ảnh này. Tôi sẽ làm gì ba bức ảnh này? Tôi sẽ tạo một cái new folder thôi. Đấy, ghi họ tên của tôi, ví dụ là Ngô Long. Đấy, hoặc là gì đó. Ok, tôi mang ba cái này vào thôi. Đó, được chưa? Sau đó tôi vào Zalo, tôi gửi cái folder này lên nhóm. Đấy là cũng được, tôi cũng sẽ chấp nhận điều đó nhé. Rồi, mời mọi người làm bài. Quá trình làm bài có bất kể vướng mắc gì có thể hỏi trực tiếp, tôi vẫn on ạ. À.
11 giờ là thu bài nhé. Mời Đinh Hằng Quân ạ. Thứ đây là cố bắt buộc phải nháp vào để trước khi làm. Có, mình ghi cả cái đoạn nháp vào để thầy có thể hiểu là mình đang suy nghĩ gì ấy, để đánh giá cái mức độ là mọi người là làm quen hoặc là tiếp thu cái nội dung này như thế nào rồi nhá. Nếu giờ em không có điện thoại để chụp thì làm sao thầy? Ui Đặng Anh Khoa thì Đặng Anh Khoa có thể nói với bố mẹ và bố ơi hôm nay kiểm tra ấy, bố cho con mượn điện thoại để con chụp, con gửi bài cho thầy cho đúng giờ. Chứ để đến mai mới nộp thì còn gì để kiểm tra nữa, đúng không ạ? Trong trường hợp mà bất khả kháng thì thầy vẫn chấp nhận nhận bài của ngày mai nhé. Có thể hỏi là phụ huynh là cho con mượn cái điện thoại con chụp để con gửi bài kiểm tra. Đánh máy á. Chắc đấy, chắc đấy. Đánh máy thì quá tuyệt vời luôn. Nào, tiếp tục. Các bạn có câu hỏi gì thì cứ tiếp tục ạ. Các bạn chụp càng nét, trình bày càng rõ ràng thì thầy chấm sẽ càng nhàn và sẽ chỉ ra được chi tiết, xem là uốn nắn được cho các bạn là có đường đi đúng bước của bạn như vậy là tốt hay là không tốt, để theo đánh giá cá nhân của thầy. Bố em đi làm không có nhà, trời ơi kèo này căng rồi đây. Đăng ơi, nếu mà không mượn được điện thoại thì cho Đăng sáng mai gửi bài cho thầy nhé. Hàng xóm giờ này ngủ hết rồi. Chí Tín sang nhờ hàng xóm nhé bạn. Chí Tín không lo làm đi. Chí Tín lát inbox Facebook nha, để xem có gì sau này còn trao đổi. Đến 11 giờ bạn Thanh ơi. Đến 11 giờ là hết nhé, bạn Văn Thanh nhé. Thời gian là đến 11 giờ. Thế nên thời gian là không có nhiều. Cái kiểm tra này ngoài việc là xem là chúng ta nhận thức được đến đâu, còn kiểm tra xem chúng ta trình bày có chuẩn không. Lại còn phải trình bày xem tốc độ của chúng ta có ổn không nữa. Inbox Facebook phát là được mà. Văn Thanh nhé, tức là cái mục đích của kiểm tra này là nhằm tới ba ba thứ nhé. Nháp để giúp thầy xem là khả năng các bạn tiếp thu đến mức độ nào về hiểu biết và bạn trình bày ý tưởng của bạn, được không ạ? Thế còn trình bày là để tính về lâu về dài sau này là còn được lấy điểm khi đi thi. Ngoài ra chúng ta còn phải đua một thứ đó là thời gian nhé. Bạn có giỏi nhưng bạn chậm, rất là thông minh, gần như là giải được nhiều bài khó. Thế nhưng mà làm chậm quá hoặc là trình bày kém thì đến lúc thi bạn sẽ bất lợi ạ.
Bạn nào mà gửi luôn nha, thầy chụp chấm luôn một vài bài này khi thế nào. Làm xong gửi luôn, thầy chấm luôn nào. Bạn nào làm xong rồi nhưng mà thừa thời gian thì chúng ta vừa chưa phải thi thật, mới chỉ là thi thử thôi. Đó, thì bạn có thể gửi cho thầy thêm một cách giải thứ hai đi xem sao. Đấy, ví dụ vậy nha. Có thể thêm một cách giải nữa để xem mức độ độc đáo nó như thế nào. Khuyến khích các bạn là có dư thời gian thì làm thêm một cách nữa. Phạm Anh Khoa nộp bài rồi đấy ạ. Có phải là Phạm Anh Khoa nộp bài rồi không? Thầy chưa mở ra xem. Trời đất ơi, tốc độ kinh khủng. Anh Khoa có thể làm thêm cách gì? Nhưng mà anh Khoa ơi, anh Khoa là nhá, anh Khoa mà đặt tên file thì nay bao giờ đặt tên là can scan. Đặt tên file là anh Khoa, đặt tên file là Phạm Anh Khoa bởi vì khi thầy dạy thầy sẽ tắt phát cái Facebook ở trên máy tính, hiện tại thầy đang on cái Facebook ở trên điện thoại thôi. Tốc độ nộp bài làm bài của anh Khoa quá kinh khủng. Thầy ơi, không ghi cái nháp vào có bị trừ điểm không thầy? À, Văn Thanh ơi, không bắt buộc phải ghi cái nháp vào đâu. Khi Văn Thanh ghi cái nháp vào thì thầy sẽ đánh giá chính xác hơn những gì mà Văn Thanh đang làm. Ở đây cũng chưa chắc là đã đánh giá về điểm, bởi vì không hẳn là mình sẽ chấm điểm theo thang điểm 10 đâu.
Câu lạc bộ đang có đề nghị là chỉ chấm theo ví dụ một số mức thôi, ví dụ như là xuất sắc này, giỏi này, khá này, trung bình này, yếu này, ví dụ thế, chấm theo kiểu đó. À, nếu có thể thì cứ mạnh dạn mình làm xong rồi mình ghi cái nháp xuống dưới cũng được, mình có thời gian mà. Thầy chỉ để có hai câu thôi, chỉ để có hai câu thôi là nhằm một cái đích, mục đích là gì, là thầy muốn là muốn nắm được tình hình chung của các bạn sau một tháng chúng ta gặp nhau, để xem cái tình hình của các bạn là bao nhiêu người là có thể là hiểu, và có thể trong số những người hiểu bao nhiêu người có thể diễn đạt ra được cho người khác cũng hiểu. Còn nếu mà chỉ trình bày lời giải thôi thì là chúng ta hiểu cái ngọn thôi, chúng ta đã giấu đi tất cả những cái gì gọi là bản chất, những cái gì là mà chúng ta đang suy nghĩ ấy, để chúng ta tìm cách là tại sao mình lại làm như thế, thì đấy là nó ở trên nháp. Còn khi mà đọc một bài toán mà chỉ xem cái lời giải thôi thì chắc cũng chẳng chẳng cần phải tốn công đi học đâu. Đó, bạn chỉ cần vài đường Google thôi là sẽ tìm thấy lời giải ngay. Đặt tên file là tên của em nhé. Ví dụ như em là Phạm Anh Khoa, em sẽ đặt tên file luôn là Phạm Anh Khoa. Hoặc nếu đầy đủ nữa là Phạm Anh Khoa nộp bài kiểm tra. Ok, Trọng Nhất, quá chuẩn luôn. File PDF tên Nguyễn Trọng Nhất. Tuyệt vời luôn. UCT, này đấy. Các bạn đang thích, rất thích UCT rồi thì phải. Có thời gian Nhất làm thêm cách nữa cũng được mà, thầy sẽ bỏ thời gian thầy chấm cho Nhất nhé. Cũng có thể là ví dụ như ở đây thì mình là thầy trò, nhưng mà chúng ta cũng là đồng nghiệp thôi, trao đổi thoải mái thẳng thắn, có những thứ tôi không bằng được các bạn đâu, đương nhiên rồi, có những thứ các bạn tốt hơn tôi, ví dụ như cộng trừ nhân chia này, tôi cứ phải hay bấm máy đấy, đâu còn cái thời thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu nữa đâu. Giờ con trai lớn của tôi cũng lớp 11 rồi. Chưa thấy Chí Tín nộp bài nhỉ? Gì vậy thầy đang làm mà. Chúng ta thi đấu không chỉ riêng về đáp số đâu, mà còn cả ý tưởng, cả trình bày và cả tốc độ nữa. Gây áp lực về thời gian chứ, đây là phải chiến thuật gây áp lực tâm lý. Chị Tín tìm thấy lớp học này từ nguồn nào vậy? Trang cá nhân của thầy hay học sinh Ba Vì hay Gen Z Ba Vì hay là nhóm toán trung học cơ sở? À, em biết lâu rồi trên nhóm toán trung học cơ sở. Ok.
Hay là bây giờ tôi phát cái chia sẻ màn hình để chấm cho hai bạn kia nhỉ? Nhưng mà thôi, thế mất hay nhỉ, nhỡ lộ ra mất hay. À, hôm nay kiểm tra Nam ơi. Theo đúng kế hoạch của câu lạc bộ là hôm nay là kiểm tra. Kiểm tra chỉ có hơn 30 phút thôi mà. Nam ơi, Nam, đoạn đầu tiên thầy mất 15 phút không record lại ấy. Thầy kiểm Vâng. tra về phương trình vô tỉ, phương trình vô tỉ. Đoạn đầu Vâng. tiên mất 15 phút thầy chưa record lại thì tôi không cần diễn lại đâu nhỉ. Toàn Vâng chiếu vâng lại vâng. rồi. Vâng. Nam mạnh tay, Nam vào thử sức với mọi người đi. Bài này hai bài này. Hai bài này yêu cầu là gì? Cả nháp, cả trình bày và cả tốc độ. Vâng. Tức là em nghĩ như thế nào, em định làm gì em nói ra. Sau đó thì sau khi nháp một hồi thì bắt đầu trình bày đề tài. Ok thôi. Phấn đấu làm hai cách. Mỗi bài hai cách, thế cho nó chất. Đố làm hai cách à? Phấn đấu là mỗi bài hai cách. Ok luôn ạ. Bật mí luôn, một bài là đề của Sở Hà Nội, một bài là đề của Sở Phú Thọ. Thì đấy, thi thật là người ta thi như vậy nhé. Khổ thân Quỳnh Anh. Quỳnh Anh ơi, sao Quỳnh Anh hôm nay mới vào buổi đầu à? Chắc lại thấy vẻ đẹp trai của thầy quá nên choáng quên hết kiến thức 3 buổi trước cái gì. Hôm nay thầy còn đỡ đẹp trai rồi đấy, đỡ khối. Khoa lại cười thầy rồi. Ôi, sao Quỳnh Anh hôm nay mới vào lớp nhỉ? Chết rồi. Cô nhanh xem video mấy buổi trước kia. Run quá thầy ơi. Khai thật đi Quân ơi. Run vì điều gì? Run vì trời lạnh hay là bài khó hay là run trước một bạn nào đó? Thì ra là Quỳnh Anh là chuyển từ 9V sang. Trời ơi, 9V thì đương nhiên mấy phương trình vô tỉ này là quá nhẹ rồi. 9V học phương trình vô tỉ rồi mà. Anh Quân là chưa xem mấy video buổi trước. Tôi không tin. Vào sau học dốt nên bị chuyển á thầy, thôi chết rồi, khổ thân. Chắc là muốn học cho thật kỹ đây mà. Hay là muốn vào để xem được thầy Long có đẹp trai không. Trời ơi, chín về chưa học phương trình vô tỉ. Wow, mình trông giống Thông Soái Ca. Làm gì, mình đẹp hơn Thông Soái Ca chút.
Nhất trí, có thể nháp. Phương trình nghiệp nguyên à? À thì đấy là lĩnh vực khác mà mỗi thầy có mỗi cái hay. Và 9H này là ngày hay của 9H là các em được học nhiều thầy. Mỗi thầy có những cái hay riêng sẽ được thầy tuyên là phân công nhiệm vụ theo đúng cái sở trường của mỗi người. Xin chào Hoàng Ngọc Thắng nhá, thầy đã nhận bài của Hoàng Ngọc Thắng nhá. Trời ơi, Ngọc Minh hay là Ngọc Thắng vậy? À, sorry, có khi Hoàng Ngọc Thắng là phụ huynh của bạn Hoàng Ngọc Minh rồi. À, vào tài khoản của bố. Ngọc Minh trong bài làm có ghi tên của em không để thầy còn tiện theo dõi. Phép ma nhỏ, phép ma lớn luôn đi. Cũng không gần như không dùng đến phép ma lớn đấy, kể cả đến phép ma nhỏ mình phải chứng minh lại khi thi chứ đâu có được dùng ngay đâu à. Để nhận bài của Nhật Minh nhá. Lớp mình em mới nhìn thấy một bạn có tố chất về bất. À, thực ra sẽ có rất nhiều bạn có tố chất về bất đấy, chẳng qua là mình chưa phát hiện ra thôi. Có những bạn là họ có tố chất rồi nhưng mà họ chưa được mình phát hiện, chứ không phải là không có đâu ạ. Đây rồi, chị Tín đây rồi, trời ơi mãi mới thấy chị Tín. Phong nữa rồi. Bài của em nhé thầy, em không đổi tên. Nguyễn Chí Tín là đúng rồi. Chí Tín làm xong rồi thì inbox Facebook nhanh một kịp. Thực ra học bất mà mình làm theo một vài cái form đề thi của một sở nào đó thì là dễ, nhưng mà để nói về làm bất mà làm đá tất cả các sở luôn đấy, các sở luôn đấy, mới lại cả thi học sinh giỏi cả thi chuyên thì là căng đấy. Ví dụ như trước là thầy hay dạy theo đề của sở Hà Nội thì bất của sở Hà Nội nó lanh quanh mấy cái dạng đó thì nó không phải là khó, thực tế là như vậy. Thậm chí có những năm là quá là dễ luôn. Nhưng mà để nói về làm bất, mình ở Hà Nội thì mình thấy nó thế thôi. Nhưng mà người khác có khi lại nhìn vào đề của Hà Nội lại thấy khó. Cũng giống giống vậy, mình nhìn vào đề người khác khó bởi vì mình là va chạm chưa đủ nhiều. Bất thì phải nói là thầy sĩ là chủ. Bất thì phải nói thầy sĩ rồi. Tượng đài rồi. Em nào mà đi học VMO của thầy sĩ thì chuẩn luôn. Sướng nhất Nam. Nam được tiếp xúc với tinh hoa của rất nhiều thầy.
Kể ra mà nói về đều nhất thì vẫn là thầy Tuyền. Thầy Tuyền thì bất cũng hay, phương trình vô tí cũng giỏi, số học cũng ok. Các thầy khen Nam nhiều lắm. Cao Hữu Đạt, ok Cao Hữu Đạt nhé, bài chuẩn luôn. Đây rồi, Thanh Ngọc đây rồi, thầy đợi mãi. Đang bảo sao Thanh Ngọc lâu thế? Thầy ơi, thầy đừng có mong chờ quá, thất vọng rồi. Run, run. Trong trường hợp bạn nào mà bí quá chưa làm được á thì có thể nộp bài sau, cố gắng. À, thầy đã nhận bài của Lương Đạt nhá. Lương Đạt lại không đặt tên rồi, không đặt tên file rồi. Hy vọng là trong bài làm là có đặt tên, chữ viết cũng ẩu lắm đấy nha Đạt nha. Đoàn Võ Anh Quân, đoàn Võ Anh Quân nộp hơi muộn đấy nha. Đỗ Anh Khoa. Gửi folder chứ máy em hết pin. Ok. Trời ơi, sắp có em ba vậy trời.
Comment xong có được cộng điểm không thầy? Cộng 10 điểm xinh gái thôi. Trời ơi sao còn comment 3 vậy trời? Trời ơi tôi xấu quá, tôi tắt cam đây. Tôi tắt cam đây. Tắt cam luôn. Thế 1-1, 2-2. Trời ơi, mỗi lần khen được cộng điểm, thế thì khen liên tục thì cộng nhiêu điểm? Hai giây thừa. Ừ, hai giây thừa vẫn bằng hai. Nguyễn ra gì đấy ạ? Để tôi nhận một bài của bạn nhé. Của con về em trọng nhất, à trọng nhất gửi lại bài 2 ạ. Em nhầm. Hai giây thừa thì vẫn bằng hai, như vậy là thầy rất đẹp trai. Rồi. Thầy đẹp trai cộng điểm cho một em vẫn có một với có hai. 10 điểm không có nhưng nhà thầy Chu Nhật Minh rồi. Các bạn đổi bài hết đi nhá. Rồi thầy dừng video lại nhá.